phát hiện mắc ung thư vú từ năm 2012, trong một lần tình cờ sờ thấy có cục ở ngực. Ngay lập tức, bệnh nhân này đã đi khám và được điều trị tích cực theo phác đồ, phẫu thuật vết hạch, hóa xạ trị cùng với sử dụng thuốc nội tiết mỗi ngày trong vòng 5 năm. Và mới đây, thấy có bất thường, chị đã đi khám thì được biết bệnh của mình đã di căn. Xong hóa trị thì sang xạ trị là 25 mũi, xong rồi bất hoạt buồng trứng là 3 năm, 28 ngày một mũi, xong rồi là về cho uống nội tiết bậc 1, 5 năm. Và đến nay là 2021 thì tôi lại phát hiện ra bệnh là di căn sang hạch bên trái, hạch nách trái. Thực sự là lúc đầu tôi rất sốc. Xong rồi chấn tĩnh lại thì tôi được đi bác sĩ cho đi mổ và lấy vết hạch nách. Và bây giờ cũng đã chuyển tôi xuống khoa hóa chất. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Dung là một trong số những bệnh nhân đã được điều trị thuốc nội tiết từ giai đoạn đầu với kết quả khá tốt và sau 9 năm điều trị, hiện bệnh nhân đã bị tái phát di căn. Tuy nhiên, với các biểu hiện di căn chưa quá nặng nề, bệnh nhân đã được phẫu thuật và tiếp tục sử dụng thuốc nội tiết bằng đường tiêm mỗi tháng một lần. Cũng theo các bác sĩ, tùy vào tình trạng và đặc điểm bệnh của mỗi bệnh nhân, liệu pháp trước đó bệnh nhân sử dụng, đáp ứng của bệnh nhân mà có các phương pháp điều trị nội tiết khác nhau. Đối với những cái nhóm mà đã trước kia đã điều trị và hiện tại là có tái phát di căn thì chúng tôi cũng phải căn cứ trên cái mức độ nhạy cảm về nội tiết của bệnh nhân cũng như là các cái tổn thương mới. Và chúng tôi cũng phải kiểm tra lại các cái dấu ấn sinh học, các cái dấu ấn mô bệnh học để chúng tôi đưa ra các quyết định điều trị cho nó phù hợp. Việc kết hợp thuốc nội tiết hay là các thuốc khác như thế nào thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân dựa trên đặc điểm về mô bệnh học, dựa trên đặc điểm về tái phát di căn. Thế thì riêng về điều trị nội tiết thì luôn được ưu tiên để sử dụng cho bệnh nhân nếu như bệnh nhân có được những cái đặc điểm tốt như tôi vừa nói, bệnh nhân nhạy cảm nội tiết, bệnh nhân không có cái tiến triển bệnh ồ ạt, bệnh nhân không có di căn tại và bệnh nhân có cái đáp ứng với nội tiết tốt trước đó. Theo các bác sĩ, hiện có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư vú di căn, nhất là cho những bệnh nhân đáp ứng với nội tiết. Bệnh nhân có thể sử dụng tiếp một nội tiết khác như thuốc tiêm phát Lorex hoặc một vài thuốc nhắm trúng đích kết hợp với nội tiết, bao gồm cả thuốc uống Arimidex và thuốc tiêm phát Lorex để mang lại hiệu quả điều trị cao. Việc mà sử dụng thuốc nội tiết trên cái nhóm bệnh nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng và có nhạy cảm với nội tiết và có đúng chỉ định điều trị nội tiết thì là hết sức tốt cho bệnh nhân. Tốt ở đây có nhiều mặt. Cái thứ nhất là với một số cái liệu pháp nội tiết thì cho cái điều trị kết quả không thua kém gì điều trị hóa chất, nhưng có cái độc tính thấp hơn rất là nhiều. Và vì vậy và bệnh nhân sẽ có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn cộng với hiệu quả điều trị tương đương cũng như là tốt hơn so với điều trị hóa chất. Chúng tôi cũng đã tiến hành kết hợp thuốc nội tiết cùng với các cái thuốc khác, ví dụ như ức chế em to hoặc là kết hợp các cái thuốc nội tiết bước thế hệ sau với các nội tiết truyền thống. Việc điều trị này thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân, kể cả về tác dụng phụ cũng như là về hiệu quả điều trị. Điều trị nội tiết cần phải liên tục nhằm đảm bảo kết quả điều trị được tối ưu nhất. Vì vậy, các bệnh nhân nên tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc liên tục theo phác đồ đã được chỉ định. Các bác sĩ cũng cho biết mỗi loại thuốc có ưu điểm và đặc điểm khác nhau nên bệnh nhân tuyệt đối phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Riêng với thuốc tiêm, bệnh nhân cần được thăm khám kiểm tra mỗi tháng và được trích thuốc đều đặn. Trong thời gian giãn cách, bệnh nhân nên chủ động liên lạc với bác sĩ để có thể tiếp tục điều trị bằng cách mua thuốc ở những nhà thuốc uy tín, đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng giả, hàng không chính thống đang trôi nổi trên thị trường.